Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong tỉnh, trong năm 2023 vừa qua, công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được người dân đồng tình đánh giá cao. Đến nay, người tham gia giao thông ngày càng ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tạo thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Thực hiện các kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm ra quân xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có đông phương tiện thường xuyên qua lại và các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử phạt hơn 17.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt lên tới 72,6 tỷ đồng, tăng 198,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tổng số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có 822 ô tô, 17.130 xe mô tô. Đặc biệt qua thống kê có 402 trường hợp là cán bộ đảng viên. Nhờ việc triển khai đồng bộ các biện pháp từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm, quyết liệt với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nên tỷ lệ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia giảm rõ rệt, đặc biệt là người điều khiển ô tô sử dụng rượu bia giảm đáng kể. Thì có thể nói rằng là trong năm 2023 cái xử lý nồng độ cồn là cái được chỉ đạo quyết liệt nhất, và hiện nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, và cái việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian tiếp theo thì có thể nói rằng là nó cũng làm giảm cái tai nạn giao thông, một cái điều mà nhìn thấy và cái ý thức chấp hành của người tham gia giao thông có phần tốt hơn, đặc biệt là những người tham gia giao thông mà điều khiển phương tiện ô tô. Mặc dù số người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có giảm, song số lượng người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy sử dụng rượu bia tham gia giao thông vẫn còn khá nhiều, số lượng cán bộ, viên chức, đảng viên vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn ra. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ban An toàn Giao thông tỉnh cho rằng thời gian tới cần phải có những giải pháp căn cơ quyết liệt và có phương án tuần tra kiểm soát linh hoạt trên từng tuyến đường, phù hợp với từng địa bàn, góp phần thay đổi thói quen, nhận thức của nhân dân trong việc đã uống rượu bia không lái xe. Bước sang năm 2024, thì các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các cái đợt cao điểm, các cái chuyên đề và tập trung xử lý nghiêm đối với các vi phạm. Và đối với Ban An toàn giao thông tỉnh thì cũng đã khuyến cáo tất cả những người dân điều khiển phương tiện giao thông thì tuyệt đối không được sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển mô tô, xe máy, xe chở vật liệu xây dựng, ô tô con và ô tô kinh doanh vận tải hành khách.